Hello mọi người, dạo này dịch ở nhà mọi người thường làm gì? Mình thì dành thời gian học hè, chuẩn bị cho lớp 11 và đặc biệt là thời gian ôn thi IELTS khá là nhiều. Hôm nay mình sẽ quay lại một ngày học IELTS của mình và một số tips nhỏ mình đã áp dụng trong khi ôn thi. Lúc này thì mình đang make up một chút xíu và cột tóc lên để chuẩn bị học. Đây là to-do list những việc mình cần làm của ngày hôm nay. Trước tiên thì mình sẽ ôn từ vựng cũ và học thêm 10 từ mới. Mình đang tập dựng thói quen này để trau dồi thêm 4 từ vựng. Nó hỗ trợ rất nhiều cho 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các bạn nhớ học thêm từ mới mỗi ngày nha. Sau khi học xong, mình sẽ lên web hoặc app Quizlet để chơi trò chơi và kiểm tra lại những từ đã học. Tiếp theo thì mình sẽ sửa bài listening hôm trước gửi cô. Sau khi sửa xong thì mình thường sẽ mở script ra nghe lại những chỗ sai, vừa nghe vừa đọc, sau đó nghe lại một lần nữa. Chắc chắn nghe hiểu cả bài nhưng không nhìn script. Một trong những tips mình thấy khá phổ biến và hiệu quả đó là tạo ra một môi trường tiếp xúc nhiều với tiếng Anh như xem phim, nghe nhạc, podcast. Mình thì thường nghe TED hoặc bạn có thể nghe bất cứ thứ gì bạn thích bằng tiếng Anh. Mình cũng rất thích coi những vlog của chị Jessica Vũ. Có lẽ đây là kỹ năng mà mình thiếu tự tin nhất vì mình không còn nói chuyện nhiều với người nước ngoài như khi còn học ở các trung tâm. Để tập speaking thì mình sẽ tính giờ và ghi âm mình trả lời những câu hỏi các test, sau đó tự nghe lại. Bạn cũng có thể tự quay vlog thường ngày bằng tiếng Anh hay đơn giản là có một người bạn cùng trò chuyện tiếng Anh, cùng nhau học IELTS chẳng hạn. Bây giờ mọi người cùng học reading với mình nha. Khi làm đề thì mình sẽ bấm giờ, còn lúc chữa bài mọi người nên viết ra các lỗi sai ở mỗi dạng, tìm ra hướng giải quyết và lập bản từ đồng nghĩa ở câu hỏi và trong bài. Mọi người cũng có thể tìm đọc những trang web báo tiếng Anh. Mình thì thường đọc trang web này có tên là The Wisdom Post. Trang này có những bài đọc khá hay ho, mọi người có thể tham khảo nè. Cuối cùng là kỹ năng writing. Mình thường viết 3 bài và sửa bài hàng tuần. Sau khi cô sửa bài, mình sẽ chép thêm bài tham khảo, highlight những cụm từ hay có thể dùng để tăng band. Mọi người cũng có thể đọc các bài mẫu ở group Thầy Ngọc Bách, Thầy Simon v.v. Nhưng nhớ là phải tìm hiểu nguồn uy tín nha. Mình cũng chỉ mới tập trung môn thi IELTS 2 tháng gần đây, cũng chưa có kinh nghiệm hay bí kíp gì nhiều. Nhưng mình mong là những tips nhỏ của mình có thể giúp ích một phần cho các bạn. Nếu mọi người có tips hay gì thì đừng quên comment ở phía dưới cho mình biết với nha. Đây là vlog đầu tiên của mình nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây.